Hello, xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại tới kênh video YouTube. Thì hôm nay thì Quang muốn được giới thiệu cũng như được chia sẻ các bạn là cách chúng ta tạo được cái ví gọi là ví Solana trên nền tảng Solana. Thì các bạn biết rằng là cái nền tảng Solana này thì cực kỳ là hot, cũng như là cái với cái tốc độ cũng như cái phí mạng của nó, cũng như cái độ thu hút của nó cực kỳ là lớn trong thời gian hiện nay. Thì đây là Quang sẽ làm cái clip để hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta để tạo được cái ví Solana Solnet trên cái nền tảng Solana, cũng như là cách sử dụng nó ra làm sao đó. Thì ok, thì đây là hiện một cái thì đây, trên đây là một cái màn hình, là khi mà các bạn truy cập vào cái đường link solana.io thì qua thể để link bên dưới, thì các bạn truy cập vào thì các bạn nó sẽ hiện ở đây là nó sẽ tự động là tặng cái ví cho mình. Tặng cái ví cho mình thì chúng ta chỉ cần đồng ý là nó sẽ lưu cái này, các bạn nhớ là phải lưu cái kéo này vào nhé. Thì đây thì nó có một cái phần gọi là download backup, gọi là cái file lưu trữ 12 nhân tự này, thì các bạn có thể download cho mình dưới đây đó. Ấn download xong các bạn có thể mở lên thì bằng những cái lock te này đấy, mở lên đấy thì nó sẽ đã lưu cái cụm từ 12 ký tự bảo mật rồi đó. Thì các bạn chỉ cần lưu lại cái ví này cũng như là đặt ký hiệu cho nó được đó, để chúng ta bảo quản khi mà chúng ta đăng nhập vào cái ví này thì chúng ta cần cái cụm từ 12 ký tự. Thì sau khi xong thì các bạn ấn continue cho mình đó. Thì bây giờ nó bắt là mình hãy nhập lại cái cụm từ đó đó. Đây, mình nhập lại cái 12 cái cụm từ đó. Đó, thì Quang đã lưu ra rồi. Tải về thì các bạn ấn copy. Copy những cái dòng này. Đấy, copy nguyên cả cái 12 ký tự này, các bạn ấn vào. Đấy, continue đó, vậy là chúng ta đã gọi là xác nhận thành công. Thì sau khi đã xác nhận thành công thì các bạn hãy đặt cho mình một cái tài khoản, một cái mật khẩu của cái ví này. Đó, mật khẩu thì các bạn đăng nhập vào dễ. Thì sau khi các bạn đã tạo xong đấy, thì nó hiện đây thì ở trên cái ví này thì bạn có thể sử dụng được những cái gì. Thì đây nó có một cái phần là view on Solana, thì các bạn có thể sử dụng cái là cái gọi là exchange export này của nó ấy, để các bạn có thể xem là trong ví của bạn đã có những cái đồng token nào, để các bạn xem là ví của mình đã đang sở hữu được bao nhiêu cái token cũng như là bao nhiêu cái đồng son này hạn đó. Thì chúng ta có thể xem vào đây khi mà chúng ta mua bán một cái lượng token nào đó, hoặc chúng ta sở hữu một cái đường token đó mà ai chuyển cho chúng ta đó, thì chúng ta phải xem các bạn nhé. Thì sau khi bạn còn một cái nữa đó, chỉ cần có thể xem ở trên là view on Serum. Thì Serum này nó cũng là một cái nền tảng, thì cái này nó thiên về gọi là bán giao dịch hơn, là các bạn có thể mua bán cũng như là giao dịch nó trên cái sàn này đó. Thì nó rất nhiều cái đồng tiền đây khác nhau đây, thì có thể giao dịch đó. Thì khá là hay, thì các bạn có thể ấn connect Solana này đó. Thì các bạn ấn ấn nắp vào, xong rồi các bạn ấn đăng nhập thôi, thì nó không có gì cả, thì cũng khá đơn giản đó. Thì đó là cái hai, thì đó và cái công cụ mà Quang giới thiệu các bạn. Thì ở đây nó có một cái công cụ nữa là add token. Thì ở đây ấy, thì các bạn có thể add được những cái token các bạn muốn này. Giả sử là mình cùng Quang muốn add một cái đồng USDT hạn, không USDT trên cái nền tảng này, hoặc là add Bitcoin trên nền tảng Solana, hoặc là add Ethereum hạn, không hoặc là add USDT này, USDT đây trên nền tảng Solana hạn đó. Thì các bạn add đây, hoặc là bạn có thể gắn lấy contract vào nhé, gắn lấy contract của cái đồng token đấy vào đây, thì có thể ra được cái áp được cái token mình vào. Và mỗi lần áp token đấy thì các bạn sẽ mất một khoản phí là 0,002 0,02 Sola gì đấy đó. Thế là cái chi phí mà các bạn thể áp được cái token vào đây, thì là các bạn áp địa chỉ này, áp lên này đó, thì là nó sẽ ra. Ok, thì làm cách nào thì chúng ta có thể ở đây thì nó có một vài công cụ là swap token này đó. Thì các bạn sẽ swap, khi mà bạn kết nối thành công thì bạn sẽ swap được những cái đồng tiền này ra khác nhau để các bạn swap các bạn nhé. Đấy, cũng khá là hay. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể mua được cái đồng token này? Thì ở đây thì nó có bắt đầu nó bảo chúng ta có thể mua được bằng cái cách là mua trên cái sàn FTX, FTX Bay. Thì cái này con sẽ để luôn đường link bên dưới để các bạn có thể đăng ký vào cái sàn FTX này, và chúng ta sẽ mua cái đồng Sol, và khi mà chúng ta cần chúng ta sẽ chuyển vào cái ví Sol để chúng ta giao dịch cũng như là mua bán các bạn nhé. Đây là một cái những cái số những cái tăng tính năng của nó nữa. Cái này là chuyển đổi này, chuyển chuyển đổi token này, cái này mình cũng chưa tìm hiểu rõ nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn sau đó. Thì là về cơ bản thì nó cũng chỉ có những cái thông tin như là cách đã tạo như thế thôi đó. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip này. Thì nếu các bạn có muốn được những cái thông tin mới cập nhật nhất, mới nhất thị trường, thì các bạn có thể truy cập vào cái nhóm của Quang ở bên dưới, thì Quang có để đường link bên dưới để bạn tham gia vào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.